Vậy thì giữa rất nhiều những cái mà thông tin cũng như là những cái khó khăn, thách thức như vậy thì theo anh là cái tình hình kinh tế từ giờ đến cuối năm thì nó sẽ diễn biến như nào? Tình hình kinh tế. Anh nghĩ là tình hình kinh tế thì nó vẫn tiếp tiếp tục đi xuống, và nó chưa chưa thấy đâu là bến đâu là bờ cả. Tại vì là thực ra chúng ta bây giờ mình mạnh hơn rất là nhiều, nhưng mà mình phải biết là mình mạnh ở đâu, mình mạnh từ cái gì. Thì mình mạnh từ xuất nhập khẩu cho Âu, Mỹ và Trung Quốc, ba thị trường đúng không? Kể cả thị trường Trung Quốc là trong vòng khoảng độ 2 năm vừa rồi là cũng xuống. Nhà anh Công là vận ngày nhiều. xưa là ở bên gia đình anh là cũng làm về xuất nhập khẩu nhiều mà. Thế cho nên là con gái làm logistics nữa. Thế mình thường xuyên hỏi thì là các đơn hàng là bây giờ rất là yếu và càng ngày nó càng yếu hơn. Thế ví dụ như ở Việt Nam thì em thấy là ví dụ Bình Dương hoặc là các khu công nghiệp là có rất nhiều đơn vị nó đã phá sản đúng không? Đấy, thế rất Và nhiều. cái tỷ lệ mà các công ty phải đóng cửa hoặc là nợ thuế hoặc là không nộp thuế nữa là anh nghĩ là bây giờ là rất là nhiều. Thống kê là có thể là vài trăm công ty một ngày. Như vậy là chúng ta đang ở tâm bão. Thế thì tâm bão thì từ lúc đấy cho đến lúc bão tan thì nó cũng phải, anh nghĩ là phải hết năm nay. Hết năm nay thì tính theo các cái vận về chiêm tinh ngũ hành, âm dương ngũ hành các thứ thì nó cũng mới mới đổi đúng không? Hết 2023 sang 2024, rồi hết 2024 thì nó mới sang cái vận mới. Như vậy thì các yếu tố tích cực có thể sẽ xảy ra vào cuối năm nay đối với thị trường tài chính, đối với ví dụ như là chứng khoán rồi các thứ vân vân. Thế còn bất động sản thì anh nghĩ là phải sang 2024, và hết 2024 thì thị trường mới gọi là tương đối ổn định được. Dĩ nhiên đấy là chỉ là một cái sự suy đoán thôi. Còn nếu như mà mình tính toán, nếu để đợi cho có đủ các cái thông tin nó chuẩn ấy, thì mình thứ nhất là mình phải nhìn cái hành xử của Fed. Cái thứ hai là châu Âu là năm nay là đi đi viện đấy nhá. Châu Âu là nó sẽ đi lâu và đi xa hơn châu Á rất nhiều. Cho nên châu Á sẽ là lên trước. Mà châu Á thì việc đầu tiên em nên nhìn Trung Quốc. Nhìn Trung Quốc thế thôi, chứ còn khi nào mà chứng khoán Trung Quốc mà bắt đầu lật kèo ấy thì và hào hứng ấy, thì lúc đấy thì may ra tức là thằng Trung Quốc sẽ là thằng đi trước. Việt Nam sẽ đi theo. Việt Nam với Trung Quốc anh nghĩ là song hành. Thì bây giờ mình phải nhìn nhìn tổng quan, chứ bây giờ ếch ngồi đáy giếng mình cứ nhìn kinh tế của Việt Nam xong rồi nói lung tung cũng không đúng. Tại vì kinh tế Việt Nam bây giờ đến 75-80% GDP là do Xuất nhập xuất nhập khẩu. khẩu đúng không? Mà mình có ba thị trường thôi, Trung Quốc, thị trường châu Âu và Mỹ, thế thôi. Thế thì mình phải căn cứ vào đấy thì mình biết là sức khỏe thật sự. Chứ còn các cái dữ liệu thống kê và thông báo các thứ thì anh nghĩ là nó cũng Nhiều vấn nó đề. có nhiều yếu tố phải cân nhắc.